Lionel Messi có lẽ không cần phải nói quá nhiều về cái tên này nữa. Với một sự nghiệp gần như trọn vẹn, El Pulga đã chiếm lấy cho mình một trong những vị trí trang trọng nhất trong ngôi đền của các huyền thoại. Những chiến tích vô tiền khoáng hậu trên sân cỏ đã tạo dựng nên tên tuổi của một tượng đài ở bóng đá thế giới, một huyền thoại sống và biểu tượng của môn thể thao này. Những thành công trong suốt sự nghiệp đã đem về cho Messi khối tài sản khổng lồ, nhưng bạn có từng tự hỏi rằng thực sự thì Messi giàu đến cỡ nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Theo thống kê của chuyên trang Celebrity Network, Messi đang sở hữu khối tài sản có giá trị ròng lên tới 600 triệu đô, biến anh trở thành cầu thủ giàu có nhất hành tinh vào thời điểm hiện tại. Messi chưa từng vắng mặt trong top những vận động viên thể thao có thu nhập cao nhất năm theo thống kê của tờ Forbes trong vài năm gần đây. Từ năm 2019 cho đến nay, siêu sao người Argentina đã có 4 năm liên tiếp giữ vị trí số 1 trong danh sách này. Trong năm 2022 vừa qua, Messi vẫn là vận động viên có thu nhập cao nhất khi kiếm được 130 triệu đô, vượt qua những ngôi sao đỉnh đám khác như LeBron James hay là Cristiano Ronaldo. Trong tổng thu nhập của Messi có 75 triệu đô anh nhận được từ sân cỏ và 55 triệu đô đến từ những hoạt động bên ngoài bóng đá. Với đẳng cấp của mình không có gì khó hiểu khi Lionel Messi luôn là một trong những cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới. Khi còn khoác áo Barcelona, mức lương của El Pulga được cho là lên tới 168 triệu đô một mùa. Khi anh gia hạn hợp đồng vào năm 2017, vào tháng 8 năm 2021 trong một thông báo của mình, Barcelona tuyên bố họ không thể gia hạn hợp đồng với Lionel Messi do những rào cản về mặt tài chính và quy định của La Liga. Messi rất muốn ở lại đội bóng đã gắn bó với anh trong gần như toàn bộ sự nghiệp. Ngôi sao mang áo số 10 thậm chí đã đồng ý cắt giảm tới 50% lương để giúp đỡ câu lạc bộ, nhưng như vậy vẫn là không đủ. Vậy là El Pulga đành chấp nhận nói lời chia tay Barca trong nước mắt. Anh lựa chọn bến đỗ tiếp theo cho mình là đội bóng nhà giàu nước Pháp Paris Saint-Germain. Ngay khi ký vào bản hợp đồng với đội chủ sân công viên các hoàng tử, Messi đã bỏ túi cho mình 25 triệu đô tiền lót tay. Tại thành phố Paris hoa lệ, anh nhận mức lương cứng 70 triệu đô một năm. Sau khi trừ đi các khoản thuế, số 30 của Paris Saint-Germain bỏ túi khoảng 40 triệu đô mỗi năm. Con số này mặc dù ít hơn khá nhiều so với mức lương cũ tại Barcelona, nhưng vẫn đủ để Messi trở thành một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới. Thậm chí ngay tại Paris Saint-Germain, Messi cũng không phải là người được trả lương cao nhất, bởi thu nhập của anh còn ít hơn đôi chút so với người đàn em Kylian Mbappé, người nhận lương gần 80 triệu đô một năm. Tờ Forbes cũng thống kê được rằng trong suốt sự nghiệp, Messi đã kiếm được tổng cộng 1,15 tỷ đô từ những khoản thu nhập của mình. Trong số những vận động viên thể thao vẫn còn đang thi đấu, chỉ có 3 cái tên là LeBron James, Cristiano Ronaldo và Tiger Woods kiếm được nhiều tiền hơn trong sự nghiệp của họ. Với việc lên ngôi vô địch World Cup 2022 cùng đội tuyển Argentina, Lionel Messi đã viết nên cái kết trọn vẹn nhất cho sự nghiệp vĩ đại của mình. Không những vậy, Messi cùng các đồng đội cũng đã kiếm về cho đất nước của mình khoảng 40 triệu đô tiền thưởng dành cho nhà vô địch. Mặc dù là một trong những cầu thủ thành công nhất trong lịch sử bóng đá và kiếm được rất nhiều tiền từ việc thi đấu, thế nhưng phần lớn tài sản của Lionel Messi lại đến từ những hoạt động bên ngoài sân cỏ. Theo thống kê của tờ Forbes, trong năm 2022, Messi thu về 55 triệu đô từ việc quảng bá cho các thương hiệu khác nhau. Đây là điều hoàn toàn dễ hiểu bởi lượng fan hâm mộ đông đảo của El Pulga và thương hiệu toàn cầu của anh là điều mà bất cứ công ty nào cũng muốn đầu tư vào. Trong số những nhãn hàng mà Leo Messi hợp tác, nổi bật nhất chính là thương hiệu thời trang thể thao Adidas. Nếu như Ronaldo là gương mặt đại diện cho Nike thì Messi chính là bộ mặt của Adidas. Thương hiệu tới từ nước Đức đã gắn bó với El Pulga trong phần lớn sự nghiệp khi hai bên ký hợp đồng với nhau từ năm 2006 và vẫn giữ mối quan hệ hợp tác cho tới nay. Adidas đã cho ra mắt rất nhiều những dòng sản phẩm độc quyền cho Messi, bao gồm giày, áo thi đấu, tất và nhiều sản phẩm khác. Thậm chí hãng này từng phải chật vật xoay sở khi mà chiếc áo đấu của đội tuyển Argentina có in số 10 và tên của Messi đã cháy hàng trên toàn cầu trước trận chung kết World Cup 2022 do nhu cầu quá cao tới từ người hâm mộ. Nói rằng Messi là báu vật của thương hiệu này có lẽ cũng không sai. Vào năm 2019, Messi cũng đã cho ra mắt thương hiệu thời trang của riêng mình có tên là The Messi Store, tọa lạc tại thành phố Barcelona. Ngôi sao người Argentina cũng là gương mặt đại diện cho hãng đồ uống Pepsi từ những ngày đầu sự nghiệp. Ngoài ra, anh còn hợp tác với nhiều thương hiệu nổi tiếng khác như Gatorade, Budweiser, GNT Express. Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ chiến dịch quảng bá mà thương hiệu Budweiser đã tiến hành vào năm 2021 khi hãng bia này gửi cho 160 thủ môn từng bị Messi sút tung lưới với số lượng chai bia đúng bằng số bàn thua mà họ phải nhận khi đối mặt với El Pulga. Năm ngoái, Budweiser cũng đã cho ra mắt phiên bản bia đặc biệt mang tên Lionel Messi và bán đắt như tôm tươi. Vào tháng 3 năm ngoái, Messi cũng đã ký vào bản hợp đồng rất đáng chú ý để hợp tác với nền tảng tiền điện tử Socios. Thương vụ này dự kiến sẽ đem về cho anh khoảng 20 triệu đô mỗi năm. Với thu nhập khổng lồ không mấy ai sánh bằng, đương nhiên khối tài sản mà Messi sở hữu cũng không kém phần giá trị. Ngôi sao người Argentina sở hữu rất nhiều bất động sản trên khắp thế giới. Những dinh thự mà anh cùng gia đình sinh sống thì cái nào cũng nguy nga, lộng lẫy chẳng kém gì những tòa lâu đài. Dinh thự xa hoa nhất mà Messi sở hữu chính là ngôi nhà trị giá 7 triệu đô của anh ở vùng ngoại ô thành phố Barcelona. Nơi đây có đầy đủ mọi tiện nghi như là bể bơi, phòng gym trong nhà, rạp chiếu phim, phòng spa cùng với khung cảnh tuyệt đẹp của vùng núi Catalan và bãi biển liền kề. Căn nhà này của Messi còn có một sân bóng riêng mà anh thường chơi đùa cùng những cậu con trai và chú chó Hawk. Kể từ năm 2017, Messi đã bước chân vào việc kinh doanh bất động sản khi mua lại quyền sở hữu chuỗi khách sạn MIM Hotel với những khu resort sang trọng tại Ibiza, Mallorca và Barcelona. Vào năm 2021, chuỗi khách sạn này đã mở cửa khu resort mùa đông đầu tiên tại thung lũng Aran. Khách sạn 4 sao này bao gồm 141 phòng, có cả dịch vụ spa, bể bơi trong nhà, phòng tập thể hình, dịch vụ hướng dẫn leo núi và nhiều tiện nghi khác. Bên cạnh bất động sản, Leo Messi cũng có thú vui sưu tập siêu xe. Bộ sưu tập siêu xe khủng của El Pulga có thể khiến cho bất kỳ ai phải cảm thấy choáng ngợp. Trong đó có những dòng xe độc quyền của hãng sản xuất xe hàng đầu thế giới như Pagani, Ferrari, Maserati. Siêu sao người Argentina được cho là đã mua chiếc xe đắt nhất trên thế giới mang tên 1957 Ferrari 335 Sport Spider Scagliati với giá 37 triệu đô vào năm 2016. Bên cạnh đó, Messi cũng sở hữu một chuyên cơ riêng trị giá 15 triệu đô mà anh cùng gia đình thường xuyên sử dụng. Chiếc phi cơ này được trang trí với số 10 ở đuôi và tên của người vợ Antonella cùng những cậu con trai Thiago, Mateo, Siro trên các bậc thang. Với việc cộng tác cùng nhiều thương hiệu hàng đầu thế giới ở mọi lĩnh vực, Messi thậm chí chẳng cần phải bỏ tiền ra mà vẫn có thể sở hữu những món đồ xa xỉ được các thương hiệu thiết kế riêng cho anh với mục đích quảng bá. Chẳng có ai lại từ chối để mặt hàng của mình xuất hiện trong cùng một khung hình với một trong những biểu tượng của thể thao thế giới. Với việc sở hữu khối tài sản khổng lồ, Messi cũng là người rất tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện. Anh đã lập ra quỹ Lionel Messi vào năm 2007, hợp tác cùng UNICEF để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp thế giới. Vào năm 2017, Messi đã quyên góp tiền để quỹ của mình xây dựng lớp học cho 1.600 trẻ em mất cha mẹ trong cuộc chiến ở Syria. Tới năm 2019, quỹ Messi lại gây tiếng vàng khi quyên góp 218.000 đô để cung cấp thực phẩm và nước uống cho người dân nghèo tại Kenya. Ngôi sao của Paris Saint-Germain cũng đã giúp đỡ cho sự phát triển của rất nhiều đội bóng trẻ tại Argentina và Tây Ban Nha. Trong thời điểm cao điểm của dịch Covid-19, Messi được cho là đã quyên góp tới 1 triệu euro để hỗ trợ cho các bệnh viện tại Argentina và Catalonia. Mỗi năm, Messi cùng quỹ của mình đã hỗ trợ hàng triệu đô cho những hoàn cảnh khó khăn trên thế giới. Những hoạt động từ thiện của siêu sao người Argentina nhiều đến mức không thể đếm xuể. Trong suốt sự nghiệp của mình, Leo Messi đã luôn nỗ lực bằng tất cả khả năng để đạt tới đỉnh cao và hoàn tất những ước mơ của bản thân. Điều đó đem lại cho anh thành công trên sân cỏ và tất nhiên là cả khối tài sản đồ sộ. Cùng với Cristiano Ronaldo, Leo Messi có thể được xem là hình mẫu của một biểu tượng thể thao với tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài sân cỏ. Những di sản mà anh để lại vào thời điểm cuối của chặng đường sự nghiệp chính là thành quả xứng đáng cho một sự nghiệp vĩ đại.